Cây ngũ gia bì là gì, có tác dụng như thế nào? Ngũ gia bì nổi tiếng là dược liệu có đa tác dụng, nhất là trong điều trị xương khớp, yếu sinh lý và thận âm hư. Cụ thể như thế nào, mình cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nha các bạn. Loài cây ngũ gia bì được xếp vào loài thực vật thân nhỏ, cây sinh trưởng có chiều cao lên tới 2 mét. Phần lá có nhiều gai, lá mọc so le từng chùm. Hoa có màu xanh, nhỏ, thường nở rộ vào đầu hạ. Và cây ngũ gia bì có mấy loại. Ngũ gia bì gai là giống cây mọc bụi, phần mép lá có xuất hiện rất nhiều gai. Ngũ gia bì cẩm thạch là giống cây thuộc họ ngũ gia bì. Phần lá có màu sắc lạ, được mọi người ưa chuộng để bày biện trong nhà hay ở phòng khách. Ngũ gia bì hương hay còn có tên gọi khác là tế trụ gia bì. Đây là thực vật mọc bụi có chiều cao lên tới vài mét và người ta tìm thấy loại cây này lần đầu tiên ở Hà Giang. Sau đó, loại cây này đã được xếp vào danh sách dược liệu quý, cần được bảo tồn. Ngũ gia bì có tác dụng gì? Đầu tiên, tác dụng của ngũ gia bì đó chính là đuổi muỗi. Công dụng xua đuổi muỗi của cây đã được ghi nhận trong cuốn Dược điển Việt Nam. Thực tế, nhiều người dân sinh sống ở khu vực ẩm thấp thường rất hay trồng ngũ gia bì trong khuôn viên nhà mình để vừa làm cảnh vừa trừ muỗi hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu của Cục Hàng không Mỹ, ngũ gia bì có khả năng chống ô nhiễm, điều hòa không khí, loại bỏ được khí độc. Các nhà khoa học đã thử trồng nhiều loại cây ở cửa ra vào và nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt. Trước kia khi chưa đặt ngũ gia bì thì mỗi lần mở cửa ra sẽ thấy có rất là nhiều muỗi vây quanh người. Hôm nay thì muỗi đã không còn xuất hiện theo từng đàn nữa. Cây ngũ gia bì để phong thủy. Đây là thực vật rất dễ trồng và phát triển xanh tốt quanh năm, không cần tốn nhiều thời gian để chăm bón. Bởi vậy có rất nhiều người thường bày biện chậu ngũ gia bì ở nhà, văn phòng, giúp cho không gian trở nên thoáng đãng, tươi tắn và mang lại cảm giác thoải mái, thư thái cho chủ nhân. Không những thế, ngũ gia bì còn mang ý nghĩa lớn trong phong thủy, giúp cho chủ nhân ổn định tài vận, phát triển sự nghiệp và giữ được tài lộc. Đặc biệt là trong ngũ hành còn rất hợp với những người mệnh mộc. Vì vậy nếu trồng một cây trong nhà thì mệnh mộc sẽ được tài khí và mang nhiều may mắn. Ngũ gia bì chữa bệnh gì? Điều trị bệnh xương khớp. Trong đông y đây còn gọi là vị thuốc quan trọng trong các bài thuốc chữa đau nhức xương khớp. Nó có tác dụng mạnh gân, cường cốt, trừ thấp, đẩy lùi cơn đau nhức. Ngoài cây ngũ gia bì còn có khả năng trị chứng cơ bắp yếu ở trên, kháng viêm, hạ sốt và giảm đau cực tốt, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh như là viêm khớp, thoái hóa cột sống. Tác dụng an thần. Loại cây này có tác dụng điều tiết sự cân bằng giữa sự ức chế và hưng phấn của trung khu thần kinh. Tuy loại dược liệu này có tác dụng tạo hưng phấn nhưng lại không ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của bạn. Chống suy nhược cơ thể. Tác dụng chống mệt mỏi, suy nhược cơ thể của ngũ gia bì được ví như nhân sâm. Sử dụng thường xuyên sẽ giúp người bệnh tăng cường thể lực, chống lão suy, điều tiết hồng cầu, giải độc, tăng cường sức chịu đựng trong môi trường thiếu oxy, nhiệt độ cao. Nâng cao hệ miễn dịch. Hoạt chất trong ngũ gia bì có khả năng thúc đẩy quá trình hình thành kháng thể, điều chỉnh miễn dịch, kháng thể tế bào ung thư và virus. Ngoài ra nó còn có tác dụng kháng viêm rất tốt, giúp điều trị một số bệnh lý liên quan tới hô hấp như là viêm phế quản, viêm họng, cầm ho và lông đờm. Trong chữa bệnh đau xương khớp thì ngoài cái loại thảo dược ngũ gia bì này thì hạt đười ươi cũng là một vị thuốc đảm nhận rất tốt trong vai trò này. Thì video sau mình sẽ giới thiệu về cái hạt đười ươi để chữa trị đau xương khớp. Quả ngũ gia bì có ngâm rượu được hay không? Quả của loài cây này không được sử dụng để làm thuốc. Thông thường phần rễ sẽ là bộ phận được ứng dụng nhiều nhất. Và có hai cách ngâm rượu như sau. Cách thứ nhất, bạn lấy 100g ngũ gia bì đã được xào vàng đem ngâm với 1 lít rượu trắng. Thời gian ủ trong khoảng 10 ngày là có thể dùng được. Mỗi ngày dùng một chén con vào trước bữa ăn.
Cách thứ hai, sử dụng phần vỏ và rễ của cây ngũ gia bì để ngâm rượu theo tỷ lệ 1 và 7. Thời gian ngâm là 3 tháng, mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ uống trong bữa ăn. Bài thuốc ngũ gia bì sẽ có tác dụng rất tốt cho các trường hợp đau nhức xương khớp và cơ thể suy nhược. Cây ngũ gia bì có ăn được hay không? Bộ phận sở hữu nhiều công dụng nhất của cây đó chính là phần rễ và vỏ thân. Vì điều này nên có rất nhiều người thắc mắc là lá của cây ngũ gia bì có ăn được không và tác dụng ra sao. Thực chất, lá của cây có hình dáng khá đẹp. Chính vì thế, người ta thường bày biện chậu cây này trong nhà để cho không gian thêm tươi tắn và mang lại may mắn cho gia chủ. Bên cạnh phần rễ và vỏ thân thì lá của cây ngũ gia bì cũng sở hữu nhiều tác dụng nổi trội. Với những cây sinh trưởng tốt, người ta thường dùng lá của nó để canh tôm và canh cá. Lá cây khi cho vào canh cá hoặc canh tôm sẽ có vị hơi đắng, nhưng không quá gắt. Ngoài ra, người dân Quảng Nam còn sử dụng loại lá này để cuốn gỏi, mang lại hương vị mới cho món ăn. Vì vậy, lá của cây hoàn toàn có thể ăn được. Vỏ của cây ngũ gia bì được thu hái để làm thuốc và dược liệu này có tác dụng minh mục, ích tinh, thất thương, tăng trí nhớ, mạnh gân xương và bổ trung. Do đó thường được áp dụng trong bài thuốc chữa đau nhức xương khớp, suy nhược thần kinh và tiểu tiện kém. Quy vào kinh phế, thận và can. Theo y học hiện đại thì được chứng minh cây ngũ gia bì có khả năng chống mệt mỏi tốt hơn nhân sâm, và cây sâm nam làm tăng sức chịu đựng của cơ thể đối với tình trạng nhiệt độ cao và thiếu oxy, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, kháng tế bào ung thư và kháng virus, tăng khả năng kháng viêm, tác dụng chống ung thư và hạ huyết áp. Chủ trị hen suyễn, cầm ho, đau nhức xương khớp, cải thiện yếu sinh lý do suy nhược cơ thể và do thận yếu. Liều dùng và cách dùng: có thể dùng dược liệu ở dạng thuốc sắc, ngâm rượu mỗi ngày từ 10 đến 20 gram. Một số bài thuốc từ cây ngũ gia bì. Điều trị trị huyết áp thấp: chuẩn bị ngũ gia bì tán bột, đem thành viên, mỗi lần dùng 5 viên, dùng ngày 3 lần. Một liệu trình kéo dài khoảng 20 ngày. Bài thuốc trị thấp khớp: mộc hoa 120g, ngũ gia bì 120g và tùng tiết, đem các vị tán thành bột, mỗi lần 4g uống, ngày dùng 2 lần cho đến khi triệu chứng giảm. Bài thuốc trị suy nhược cơ thể ở nữ giới: mẫu đơn bì, ngũ gia bì, đương quy và xích thược, mỗi thứ 40g, đem các vị tán thành bột, mỗi lần 4g, ngày dùng 2 lần. Bài thuốc trị yếu sinh lý ở nam giới: cam thảo, ngũ gia bì, khởi tử, thục địa, phá cổ chỉ, cẩu tích, phòng sâm, hạt sen, nhục thun dung, tần giao, thọ, ti tử, đem sắc với 1,8 lít nước, còn lại khoảng 400ml, bỏ bã và chia nước thành 2 lần uống, dùng hết trong ngày. Bài thuốc chữa phù thận: chuẩn bị ngải điệp, bạch truật, hương nhu trắng, ngũ gia bì và bông mã đề, mỗi thứ 16g, cẩu tích, đinh lăng, bào khương và nhục quế, sắc uống, dùng ngày một thang, sử dụng thuốc liên tục trong một tuần. Bài thuốc chữa nhức xương mỏi, nhức khớp, đau xương: chuẩn bị liên nhục, khởi tử, thục địa và cẩu tích, mỗi thứ 12g, ngũ gia bì, đương quy, hắc táo nhân và tục đoạn, mỗi thứ 16g, quế chi, xuyên khung, ngâm các vị trong bình sành với nước trong khoảng 15 ngày, mỗi lần dùng 20 lít trước bữa ăn và dùng một ngày 2 lần. Bài thuốc trị dạ dày, bụng do thấp tỳ: chuẩn bị hoài sơn, ngấy thương, bạch truật, ngũ gia bì, ngải điệp, đinh lăng và lá đắng, mỗi thứ 16g, đem sắc uống, mỗi ngày dùng một thang. Những điều kiêng kỵ khi dùng bài thuốc từ ngũ gia bì: không dùng ngũ gia bì cho người âm hư hỏa vượng. Một số bài thuốc ngũ gia bì chứa các dược liệu phối hợp có tính nóng, có thể gây hại cho phụ nữ mang thai,
Vì vậy, cần cẩn trọng trước khi áp dụng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nhũ gia bì. Các bạn nên chú ý trong việc lựa chọn nguyên liệu để tránh gây ra những ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Và tình trạng sử dụng tùy tiện các bài thuốc từ nhiệt liệu ngũ gia bì có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn. Để hạn chế cái rủi ro khi áp dụng thì các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa xem cho có phù hợp với cơ địa của mình hay không. Và các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn like, subscribe, đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog. Các bạn nhớ nhấn chuông kế bên để nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cây ngũ gia bì là gì? Có tác dụng như thế nào? Ngũ gia bì nổi tiếng là dược liệu có đa tác dụng, nhất là trong điều trị xương khớp, yếu sinh lý và thận âm hư. Cụ thể như thế nào? Mình cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nha các bạn. Loài cây ngũ gia bì được xếp vào loài thực vật thân nhỏ, cây sinh trưởng có chiều cao lên tới 2 mét. Phần lá có nhiều gai, lá mọc so le từng chùm. Hoa có màu xanh, nhỏ, thường nở rộ vào đầu hạ. Và cây ngũ gia bì có mấy loại? Ngũ gia bì gai là giống cây mọc bụi, phần mép lá có xuất hiện rất nhiều gai. Ngũ gia bì cẩm thạch là giống cây thuộc họ ngũ gia bì. Phần lá có màu sắc lạ, được mọi người ưa chuộng.